Xin chào các bạn, cô tên là Phan Thị Mai Quyên, là giảng viên của khoa xã hội học công tác xã hội Đông Nam Á. Và hôm nay cô rất vui được phòng công tác sinh viên mời về hỗ trợ các bạn trong tuần sinh hoạt công dân ở học kỳ này với chủ đề kỹ năng giải quyết vấn đề. Và các bạn biết rồi đấy, trong học tập và trong cuộc sống của chúng ta thì hàng ngày chúng ta phải đối diện với rất nhiều cái vấn đề khác nhau và không phải vấn đề nào cũng dễ dàng giải quyết, đúng không ạ? Thế nên là có những cái vấn đề mà nó khiến cho chúng ta phải đau đầu trong cái việc là phải giải quyết như thế nào để có tính hiệu quả. Vậy thì một cái vấn đề mà nó được giải quyết một cách khoa học, nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái góc nhìn về tính hiệu quả và nó gia tăng tất cả các cái hoạt động của chúng ta trong cả thực tiễn học tập và cuộc sống. Và rất vui trong buổi ghi hình ngày hôm nay được đón tiếp ba bạn sinh viên của trường chúng ta trong cái hỗ trợ của cô ở cái nội dung này. Xin chào các bạn, mình là Ngân, mình là Nguyên, còn mình là Long. Thì trong quá trình học vừa qua của các bạn ở tại trường của chúng ta thì có những cái vấn đề nào mà khiến các bạn phải rất là mất thời gian và rất đau đầu và thật sự là nặng lòng trong cái việc đưa ra cái hướng giải quyết vấn đề? Các bạn cho cô thử các cái khó khăn của các bạn cùng chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay thử nào. Dạ đúng rồi cô, theo em thì em gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại khi mà cô hỏi thì em cảm thấy khó khăn lớn nhất của em đó chính là những cái vấn đề trong lúc làm việc nhóm. Thì như cô cũng biết là mỗi học kỳ có rất là nhiều môn học, mà mỗi môn học thì lại có rất là nhiều nhóm khác nhau, mình phải làm việc chung với nhiều người. Thì em gặp vấn đề trong việc là làm việc chung với các bạn, tại vì mỗi người có một tính cách, một cái tính tự chủ khác nhau, nên là tụi em dễ gặp mâu thuẫn trong quá trình làm việc nhóm. Em gặp khó khăn trong việc là dung hòa giữa tính cá nhân của mỗi người với lại khi mà mình làm việc nhóm nó như thế nào vậy ạ? Còn anh thì sao? Còn em á thì đối với hiện tại, vấn đề lớn nhất của em là vấn đề về tình cảm. Thì trong một mối quan hệ thì cái tôi của bản thân thì cả hai nó đều quá lớn, nên là đôi lúc sẽ có những cái gây gỗ nhỏ, những cái mâu thuẫn nhỏ, nên là sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Long có cái khó khăn gì chứ? Dạ, còn em thì có biết đến một cái trường hợp là bạn thân của em. Thì bạn thân của em thì bị áp lực gia đình. Trong gia đình thì có ba mẹ bạn thì có lời qua tiếng lại, làm cho bạn bị ảnh hưởng tâm trạng, học tập thì sa sút. Em đứng trên phương diện là bạn, em cũng không biết giúp bạn như thế nào. À đúng rồi, vậy thì với như tất cả những cái điều các bạn chia sẻ vừa qua thì rõ ràng chúng ta nhận thấy rằng là cái việc để giải quyết vấn đề như thế nào thì điều đầu tiên cốt lõi nhất chúng ta cần phải nhận diện như thế nào là một vấn đề và như thế nào là kỹ năng giải quyết vấn đề. Vậy thì chúng ta nghe hàng ngày về cái việc là kỹ năng giải quyết vấn đề, rồi kỹ năng quyết ra quyết định, vân vân và vân vân, rất nhiều thứ. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nội hàm lại cái khái niệm kỹ năng giải quyết vấn đề đó là gì. Thì thực ra nói một cách đơn giản là như thế này các bạn, kỹ năng giải quyết vấn đề đó chính là một quá trình mà chúng ta sẽ làm một loạt các hoạt động như sau. Đó là chúng ta sẽ đánh giá này, chúng ta phân tích một vấn đề nào đó để từ đó chúng ta có thể đưa ra một cái sự phán đoán, một cái giải pháp và một cái phương pháp cho phù hợp nhất để đem lại cái tính hiệu quả trong cái việc chúng ta giải quyết vấn đề. Vậy thì để giải quyết vấn đề thì chúng ta cần phải một quy trình rất là rõ ràng và rất là khoa học. Vậy thì chúng ta thấy được rằng là cái quy trình giải quyết vấn đề nó thường xảy ra, diễn ra ở 6 giai đoạn như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ xác định vấn đề. Và thứ hai, chúng ta sẽ phân tích các cái nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề đó. Thứ ba, chúng ta sẽ đưa ra các giải pháp. Và thứ tư, chúng ta sẽ lựa chọn cái giải pháp phù hợp nhất. Và thứ năm, sau khi chọn cái giải pháp phù hợp nhất, chúng ta sẽ triển khai kế hoạch hoạt động của chúng ta. Và cuối cùng, sau khi chúng ta triển khai thì chúng ta sẽ có một cái khâu cuối cùng đó đánh giá kết quả trong cái việc thực hiện cái kỹ năng giải quyết vấn đề này. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ coi vấn đề đó là gì. Vậy thì hồi nào chúng ta cứ nói là tôi có một vấn đề, tôi có một quan ngại, tôi có một khó khăn và tôi cần phải giải quyết. Xong rồi khi mà người khác hỏi lại một câu đó là ủa thì vấn đề của anh chị đó là gì, thì có nhiều người lại thắc mắc ủa. Thực ra rõ ràng là mình cũng không có biết là mình có cái vấn đề nào nó cụ thể nữa. Thế nên là để có thể giải quyết vấn đề tốt nhất thì cái bước đầu tiên không kém phần quan trọng đó là chúng ta phải xác định vấn đề. Vậy thì công thức mà chúng ta có thể xác định vấn đề một cách tốt nhất đó là công thức 5W và 1H. Thực ra thì công thức này rất là quen thuộc đối với chúng ta trong quá trình học tập vừa qua, đúng không ạ? 5W đó là What,
why, when, where, who. Một H đó là how. Vậy thì chúng ta sẽ xác định vấn đề đó theo cái công thức 5W và 1 A. Cũng giống như là Long và Ngân và Nguyên hồi nãy có chia sẻ là các vấn đề trong việc học của chúng ta thì có thể đến từ vấn đề học tập nè, đến từ vấn đề làm việc nhóm nè, đến từ vấn đề tình cảm, và đôi khi chúng ta sẽ thấy là những cái vấn đề đó nó sẽ phát sinh trong các cái mối quan hệ giao tiếp và ứng xử của chúng ta. Vậy thì đối với mà cái xác định vấn đề, chúng ta phải có cái cách làm sao để chúng ta có thể biết được chính xác cái vấn đề chúng ta cần giải quyết trong giai đoạn đó là gì. Thì rõ ràng với công thức 5W và 1H này sẽ giúp cho bạn có thể định hình ra cái việc là chúng ta cần phải giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Và đương nhiên khi chúng ta biết được vấn đề đó thì chúng ta cần phải đánh giá lại vấn đề. Đó là vấn đề đó có thật sự phải là một vấn đề hay không. Rõ ràng là một ngày 24 tiếng trôi qua, chúng ta phải đối diện với rất nhiều vấn đề cần chúng ta giải quyết. Nhưng không phải vấn đề nào nó cũng đem đến cho chúng ta một cái băn khoăn, một cái lo lắng về cái việc là tính hiệu quả của giải quyết vấn đề. Nếu như tất cả vấn đề của chúng ta chỉ rơi vào là sáng nay ăn gì, trưa nay uống cái gì và tối nay sẽ là đi tập thể dục ở đâu thì nó là quá dễ dàng rồi đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều cái nó phát sinh và khiến cho chúng ta cảm thấy rằng rất khó để chúng ta có thể đưa ra cái hướng giải quyết. Vậy thì một trong những cái điều cần thiết nhất là chúng ta phải coi thử vấn đề đó có cần hoặc có đáng để chúng ta giải quyết hay không. Và cái thứ hai, chúng ta phải coi thử tại sao chúng ta cần phải giải quyết và chúng ta giải quyết nó như thế nào. Vậy thì với cái công thức 5W và 1H, chúng ta sẽ xác định thứ nhất đó là what, là vấn đề đó là gì. Thì vấn đề đó nó rơi vào học tập, rơi vào tình cảm, rơi vào các mối quan hệ, hay rơi vào cái việc là cái cảm xúc của chúng ta vân vân vân. Thì cái câu hỏi W đầu tiên nó sẽ trả lời cho các bạn. Cái thứ hai là when. Vậy là sự việc đó xảy ra khi nào? Mới xảy ra hay xảy ra cách đây một ngày, một tuần, một tháng? Và chúng ta sẽ biết được rằng cái mức độ trầm trọng nó có thể diễn ra theo cái chiều dài về thời gian nếu như cái vấn đề đó nó không được giải quyết một cách rõ ràng. Và cái thứ ba nữa đó là where. Vậy thì cái vấn đề đó nó diễn ra ở đâu? Ở gia đình, ở trường học, hay là ở ngoài vấn đề xã hội của chúng ta? Thì rõ ràng khi mà chúng ta biết được cái nơi diễn ra cái vấn đề thì cũng sẽ là cho chúng ta biết được đích xác chúng ta cần phải giải quyết cái gì. Và who, những ai liên quan tới vấn đề. Ví dụ cô thấy hồi nãy các bạn có vấn đề liên quan tới làm việc nhóm, thì rõ ràng đó là vấn đề của chúng ta trong cái việc giải quyết tình huống nhóm đúng không ạ? Nhưng mà cái người liên quan đến không phải chỉ bộ chúng ta, mà có thể là có bạn học tập của chúng ta và thậm chí là cả giảng viên của chúng ta nữa. Thì những người đó là những người mà chúng ta đang xác định trong cái thành phần W thứ tư, đó là who, những ai liên quan tới vấn đề. Và chúng ta sẽ giải quyết luôn cái câu hỏi số 5, đó là why. Vậy là vì sao chúng ta cần phải giải quyết vấn đề? Vậy có nghĩa rằng đối với một vấn đề xảy ra với chúng ta phải đo lường được cái tầm quan trọng của vấn đề đó như thế nào để giải quyết cái chữ why này. Và khi giải quyết được chữ why này thì chúng ta sẽ dẫn đến chữ H cuối cùng, đó là chúng ta phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Và khi chúng ta đã xác định được vấn đề thì có nghĩa là chúng ta đã giải quyết được một phần nào của vấn đề rồi đó các bạn ạ. Vậy thì với những chia sẻ của các bạn vừa rồi thì bây giờ các bạn cũng thảo luận giúp cô thử là các cái vấn đề mà các bạn đang quan tâm như vậy, có những cái vấn đề thiên về công việc nè, thiên về học tập nè, có những vấn đề thì thiên về mối quan hệ, thì các bạn mong chờ gì ở kết quả mà các bạn cần có trong cái việc các bạn giải quyết cái vấn đề đang tồn đọng đó ở nhóm các bạn. Chúng ta lắng nghe ý kiến của các bạn thử. Dạ đúng rồi cô, em gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà khi mà nhận được câu hỏi của cô ở thời điểm hiện tại thì em cảm thấy vấn đề lớn nhất em đang gặp là khi mà làm việc nhóm. Thì cô cũng biết là mỗi học kỳ thì có rất nhiều môn học, mà trong mỗi môn học đó thì mình sẽ phải làm việc với những cái nhóm khác nhau. Thì em gặp một vấn đề là mỗi nhóm thì có một cái mâu thuẫn riêng, mỗi người không có cái tính tự chủ, tụi em dễ dàng gặp mâu thuẫn trong lúc làm việc chung. Khó khăn lớn nhất là em không biết phải dung hòa giữa cái tôi riêng của mỗi người với lại cái tính hiệu quả khi mà mình làm việc chung như thế nào vậy ạ. Còn Ngân thì sao, trong quá trình học bạn có những cái gì khó khăn không? Hiện tại thì vấn đề lớn nhất của em chính là vấn đề về tình cảm. Thì mối quan hệ giữa em và bạn trai của em thì mỗi người đều có một cái tôi riêng, mình không thể nào sử dụng cái tôi đó để nói chuyện với cả hai được, nên là sẽ có những cái lúc, nhiều lúc sẽ có những cái mâu thuẫn và những cái gây gỗ nhỏ, nên là
có những cái vấn đề nó khó giải quyết. Long thì sao? Còn em biết đến là một trường hợp, đó là bạn thân của em, thì bạn bị áp lực trong gia đình, thì bạn kiểu stress, không tìm được cái hướng giải quyết, bạn sa sút trong học tập, thì đứng trên phương diện là bạn của bạn em thì em không biết giúp bạn như thế nào. Vậy thì với sự chia sẻ của các bạn trong cái khó khăn về làm việc nhóm này, là khó khăn về tình cảm này, khó khăn về phải đưa ra các cái lời góp ý, lời khuyên cho một cái vấn đề thuộc một bạn khác nữa, thì trong buổi ghi hình ngày hôm nay thì các bạn cho cô thử là cái vấn đề của nhóm các bạn cần giải quyết trong chiều ngày hôm nay là cái vấn đề nào các bạn cho rằng nó cần thiết trong cái việc học ở học kỳ này nhiều nhất. Theo mình là vấn đề học tập. Dạ, theo tụi em là vấn đề học tập, làm việc nhóm. Ok, cảm ơn các bạn. Vậy thì với công thức 5W và 1H thì chúng ta cũng đã xác định ra được cái vấn đề hiện nay của chính bản thân bạn hoặc là nhóm của các bạn. Tuy nhiên trước khi đi qua các cái nội dung tiếp theo thì cô cũng có hai lưu ý lớn dành cho các bạn. Lưu ý thứ nhất đó là khi các bạn xác định các cái vấn đề thì không phải vấn đề nào nó cũng đơn thuần, có những vấn đề nó rất là phức tạp. Thế nên trước mỗi vấn đề phức tạp chúng ta cần nhớ những cái nội dung như sau. Thứ nhất là các bạn cần phải chia nhỏ các vấn đề ra. Ví dụ giống như là như hồi nãy Nguyên chia sẻ đó là trong quá trình mà các bạn làm việc nhóm với nhau thì các bạn có khó khăn về tương đồng, không tương đồng về tính cách này, rồi có khó khăn về các cái việc tìm ra nguồn tài liệu học tập vân vân, thì các bạn cần phải chia nhỏ ra. Ví dụ giống như là vấn đề đó liên quan đến tính cách, vấn đề đó liên quan tới nội dung học tập, vấn đề đó liên quan tới cái thời gian, thì tất cả những cái đó là chúng ta chia nhỏ ra. Thì khi mà mình chia nhỏ thì cái khả năng của mình phân tích các cái dữ liệu nguyên nhân nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Cái thứ hai đó là sau khi chúng ta chia nhỏ vấn đề ra thì chúng ta sẽ xác nhận với các bên liên quan đối với từng vấn đề để có thể sắp xếp các vấn đề theo thứ tự ưu tiên nhất để chúng ta giải quyết cái vấn đề đó. Ví dụ việc làm nhóm của nhóm Nguyên hiện nay thì có thể rất nhiều cái vấn đề nhỏ, nhưng mà các bạn thấy là trong các vấn đề nhỏ như vậy thì cái vấn đề về giao tiếp nó là quan trọng nhất, bởi vì thay đổi cái góc độ giao tiếp này thì các bạn có thể thay đổi các vấn đề khác được. Thì có nghĩa là chúng ta đang chọn cái vấn đề giao tiếp là cái thứ tự ưu tiên đầu tiên để chúng ta giải quyết. Và cái lưu ý thứ hai đó là khi mà chúng ta thu thập các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau thì chúng ta cũng cố gắng tránh những cái việc thu thập thông tin từ những cái góc độ chủ quan như sau. Thứ nhất đó là tin đồn. Tại vì có nhiều vấn đề nó sẽ đến từ tin đồn. Và các bạn biết rồi, nếu là tin đồn thì chắc chắn đôi khi nó không phải xuất phát từ một cái sự việc có thật. Nên khi mà chúng ta xuất phát từ một sự việc không có thật thì chúng ta sẽ rất khó về việc phân tích nguyên nhân và đưa ra các hướng giải quyết vấn đề. Cái thứ hai, trong việc mà chúng ta thu thập thông tin thì rõ ràng chúng ta phải đối diện với rất nhiều ý kiến cá nhân. Và khi mà các ý kiến cá nhân đó thì không phải cái ý kiến nào nó cũng có tính tương đồng và ý kiến nào nó cũng có giá trị xây dựng. Thế nên khi chúng ta thu thập các cái ý kiến cá nhân, chúng ta cũng cần đảm bảo cái tính khách quan trong quá trình chúng ta thu nhận các cái ý kiến đó. Và cái thứ ba nữa đó là các cái điều mà chúng ta tưởng tượng. Thực ra thì đối với một vấn đề thì có nhiều vấn đề rõ ràng nó chỉ là đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta trầm trọng hóa nó lên và chúng ta tự cho rằng cái vấn đề đó nó có cái tính khó khăn cao, chứ thực ra thì thực tế là nó sẽ không có, và chúng ta đang giải quyết nó bằng cái trí tưởng tượng của mình thì nó cũng không ổn. Và một cái nữa đó là chúng ta cũng nên lưu ý rằng là chúng ta tránh cái việc đó là đổ lỗi cho nhau trong việc là thu thập thông tin. Tại vì khi mà chúng ta đổ lỗi thì rõ ràng chúng ta không nhận diện ra được cái việc chúng ta phải giải quyết, chúng ta có trách nhiệm như thế nào trong cái việc giải quyết. Nó cũng sẽ dẫn đến cái việc chúng ta sẽ khó làm tiếp các bước giải quyết vấn đề. Và như vậy thì chúng ta cũng đã thấy là việc xác định vấn đề nó là một trong những cái bước đầu tiên không kém phần quan trọng so với các bước sau. Khi mà chúng ta xác định được vấn đề, đó chính là lúc chúng ta tìm được cái chìa khóa đầu tiên của việc giải quyết vấn đề. Và chúng ta đi ra nội dung thứ hai đó là phân tích nguyên nhân. Vậy thì với hai lưu ý vừa rồi thì chúng ta đã xong phần 1, đó là xác định vấn đề đó là gì.